Okay, welcome back everyone to another live episode with Chef Cowboy aka Cajun Asian. Hôm nay lên hơi trễ một tí tại vì sáng bận đi làm. Sáng đi coi mấy cái văn phòng, bây giờ chiều phải cần đi coi văn phòng tiếp. Let me see here. Một tí nha quý vị, một phút thôi, cần bỏ qua bên Facebook. I need to go on going live. Okay, rồi quý vị. Hello, chị Marianne, how are you? Welcome back to the show. Long time no see. Lâu quá rồi không gặp. Okay, hôm nay em sẽ xài cái máy tiếp. Our fish roaster để nướng chim cu. Hello, Mr. Pikachu, how are you? Chào anh chị. So hôm nay sẽ làm chim cu. Đó. This is a chim cu right here. Okay. Rồi. Bây giờ em sẽ bỏ gia vị vô. Show you what I use for gia vị. Đó. Lấy tí tỏi tươi. Okay. Fresh garlic. A little bit of gia vị bột cho thịt xá xíu. Bỏ tí thôi quý vị, không cần bỏ nhiều. Cho nó ra cái mùi thôi. Bỏ một tí soy sauce của Nhật. Tên nó là garlic, the garlic soy sauce flavor. Okay, một tí thôi quý vị, you don't need a lot, nó sẽ thấm vô. Đó. Some lý cầm ký. Okay, no problem, Mr. Pikachu. Phải chẳng là mặc bao tay. Tí tỏi tiêu tươi. Ok, quý vị. Hello chị Kim. Rồi, bây giờ mình that's why em mới bỏ bao tay lên, bởi vì nó hơi bẩn. And also mình phải cần really massage, bóp cái thịt để cho gia vị vô. So you want to do this with your wearing a glove or do it bare hand if you want, but you know, không muốn tay hôi hay là tay nó dính cái màu đỏ á, then put on some gloves. Okay, quý vị. Đó. Nó thấm vô. Okay, I think that's good. Đó. Đó, quý vị, nice and marinate.
You can bỏ qua đêm cũng được. Bỏ qua đêm thì nó thấm vô thịt nhiều hơn. Mà hôm nay thì em cũng không có qua đêm được. Không có đi đêm. Chim cu không có đi đêm được. Đó. Let's try to poke it in the meat. Đó. Not enough for me to eat. Don't worry, em, Mr. Pikachu, em đang diet right now. So, thiếu gì để ăn? Rồi, bỏ mấy cái gia vị qua một bên. Quên bỏ tí dầu mè. Tí dầu mè bây giờ phải cần đảo đi một tí. Cho nó thơm. Rồi quý vị. Đó. Thì em mới preheat cái oven, cái máy rồi. Hello chị Mai Anh. Lâu rồi không nói chuyện. Đó, một con. Hai con. Và ba con. Đó. Bỏ này ra phía đằng sau quý vị. Tại vì ở đây thì nó nóng hơn. So you want to put it to the back a little bit. Okay, actually, mình bỏ hướng này cũng được. Lấy mấy cái gia vị đổ lên thêm cho nó thấm vô. Thấm vô cái thịt. Tại vì mình sẽ không có lật nha quý vị. Đợi cho đến khoảng lúc mà nó xong rồi đó, thì mình mới lại lật qua. Unless we have to. Đó, cũng có thể không cần. Đó. Rồi quý vị nhìn tuyệt vời không? Very good. So cái máy này rất là tuyệt vời quý vị. Để nướng thịt, nướng cá. Bây giờ em có chim cu. Rồi chim cút. Đó. Rồi. Lại lại quý vị. Bỏ 15 phút. Okay. Rồi bây giờ em sẽ luộc tí rau. Em mới rửa rồi. Làm rất là lẹ. Ăn cho nó bổ. And rau broccoli doesn't take a long time. Quý vị. Đó. À, thường thường em bỏ tí muối mà hết muối rồi. Phải cần xuống bếp lấy muối. Mà thường thường luộc này luộc sơ thôi quý vị, không có cần luộc lâu. Thường thường rau á, đừng có luộc lâu á, luộc lâu á thì nó bị nó mất hết chất. Nó mềm quá nó không ngon. Okay. Let me see who else just come on today. Let me see. Chị Mary Mai Anh ở bên Pháp. Chị gì hỏi nhập Hà Lan
Cái đó người mới á, cái đó là chị mới á hay là anh mới á, mới mới lên lần đầu tiên, hoặc là không biết mới hay là không, hoặc là lần đầu tiên nói hello. Cái đó lần đầu tiên mình nhìn thấy cái tên đó. Thường thường bây giờ em là thuộc bài, em thuộc hết tên rồi, em nhìn ai này em biết. Nên có chị Thọ với có chị Hạnh ở bên Arizona, các anh chị dễ thương quá. Mỗi lần em lên show này em biết có khoảng 10 người always show up. Hy vọng mai mốt thì em có khoảng 100 người lên, hoặc là 1.000 người lên mỗi lần em lên em nấu bếp. Bây giờ làm nhỏ thôi. Let me see, hai anh chúc rồi 72 gì và like chat. Anh chị hỏi em cũng không có đọc tiếng Việt được, có gì em có Mr. Pikachu hoặc là ai sẽ thông dịch cho em nha, tí em sẽ trở lại. Rau xong rồi quý vị đổ đổ ra. Đó, rau đen. Bây giờ mình đợi cho chim. Đó, bây giờ không cần bao tay nữa, mình để dành xài buổi tối. Rồi, cơm 20 phút xong. Do you remember where I am, chef? Chị Marianne là ở bên Germany, ở bên Đức đúng không? Let me see. Oh no, somewhere in America. No, đâu phải bên Đức. Ở bên Chicago, Illinois. Illinois không? Ok. Anh chị hỏi ở đây lâu rồi. Ok. Ủa này, sau lần đầu tiên em nhìn ấy, cái tên hôm nay chắc lâu quá rồi không? Hoặc là lâu quá rồi anh không có, anh chị không có nói hello cho em. Sao em mới quên. Thường thường mấy người mà vô mỗi ngày á, là thường thường là chị Hà này, chị Hạnh này, chị Marianne này, Mr. Pikachu này, chị Thọ này, chị Mai Anh ở bên Pháp này, chị Cathy này, ai nữa, đúng rồi đó, khoảng 10 rồi. Big Boy này lên hoài này, anh Lê, anh Ly cũng lên hoài ở bên Úc, ở bên Australia. Chị Marianne ở bên Denver, Colorado, đúng rồi. Em quên. Sorry. Lâu quá rồi em cũng chưa lên. Mà chắc 1 2 tháng nữa là em bay qua bên Denver. Rồi em phải cần hú cho chị cái. Nhớ chị email em nha. Để mai mốt em chạy về bên Denver em thăm bà con. Em có gì em có dịp gì em ghé qua hoặc là đi ăn một bữa cho nó vui vẻ. Em thích gặp khán giả lắm. Mới gặp được Mr. Pikachu, hai vợ chồng dễ thương lắm. Then cũng tốn bữa gặp được chị Hà Lu, and then chị Hạnh,
ở bên Arizona thì cũng cũng qua mà Chef Cowboy đi chơi đi đi chơi rồi thì không có gặp được. Hello, anh Michael Mai. Welcome to the show. Thơm quá quý vị. It smells so good. Okay, just email em đi. 19-year-old, 10 year ago. email em nha, cashcowchannel@gmail.com. Cash giống như tiền á, cow tên họ, channel giống như đài, @gmail.com. Email em số phone and em sẽ giữ, and mai mốt lúc em về bên Denver thì em sẽ hú cái. Let's see here. Bao nhiêu phút nữa đây? Khoảng 5-10 phút nữa. Cái máy này nó rất là lợi hại quý vị. Ông thấy nhiều chị Marian được xài chưa? Did you get to use your bếp chưa? Mai mốt chắc phải cần lúc chị làm cái gì trên đó, chị email em cái chụp hình em đăng lên. Em nói này là của khán giả. Không phải em thích I just sell the product. No, em đâu có bán đâu. Em thích xài, em mới giới thiệu. Thì cái máy này nó very lợi hại. Ai mà thích nấu bếp, nấu thịt, cá, and không muốn xài nhiều mỡ với chiên với mấy đồ bỏ vô cái máy này. Rất là lợi hại. And then cái clean up thì nó cũng lẹ, cũng dễ. Mình chỉ có lấy ra cái miếng ở dưới, cho nên mình rửa thôi, không có lâu. Let me see. Hôm nay có anh chị Fuzzy Bear. Cái đó người mới luôn. Hôm nay sao người mới vô? That's good. Có anh Michael Mai này, có Fuzzy Bear YT. Ủa anh Michael ở thành phố nào vậy? Rồi tiểu bang nào? Fuzzy Bear, where are you from, Fuzzy Bear? Haha, bên HL 18. Ok anh hỏi, em không đọc tiếng Việt Nam, em cũng đọc sơ sơ thôi. Bỏ tay. Anh Michael nè, bên Houston. Cuối cuối tháng này em xuống Houston. Cuối tháng này I will be in Houston. Ở bên Houston cũng qua bên đó làm việc 2 ngày. Ngày 26 cho đến ngày 28. I'll be flying down to Houston. And Fuzzy Bear is in Seattle. Seattle là chắc tháng 6 em mới bay về đó. Tháng 6 in June. I will fly there in June. Bà con ở trong đây chắc ai cũng quen nhau rồi phải không? Mr. Pikachu là cảnh sát của chị bé tí. FBI, không phải cảnh sát nữa, bị promote cho FBI rồi.
Bây giờ Mr. Pikachu là FBI của chị Betty. Bây giờ Mr. Pikachu có cái badge gọi là FBI. Đó, cơm xong. Đó, cái gì cũng làm tươi nhã hết quý vị. Everything fresh at home, không cần đi ra chợ, you know. Em toàn là chưa cho chef cowboy quyền để xài cái nút ở trên YouTube. Nó mình đi phone á, nó có cái nút mình ấn cái là nó cho mình đi live mà nó chưa có cho mình. That's why em bây giờ em phải cần đợi trước khi lúc mà nó cho thì em mới đi vòng vòng được. Ok. Cho chị coi này. Wow, smell so good, so thơm. Đó. Bây giờ em sẽ lật. Lật cho cái dầu mỡ nó chảy xuống. Ooh, yeah, you see that? Ooh, miếng này nhìn giống như chín rồi. Rất là tuyệt vời quý vị. Đó. Rồi. See, and then quý vị coi này, nó không có khói ra nhiều. See? Không có khói, không có làm nhà hôi. Nhiều người hỏi có làm nhà hôi không? Không. Em sẽ bật thêm cho 5 phút nữa đi. Vừa nãy em bỏ 15 phút, bây giờ cho thêm 5 phút nữa để cái ngực á nó chín. Mà thật sự quý vị, cái món này là món ăn chơi. Cái này không phải món để ăn buổi trưa. Thường thường người ta ăn cái món này là appetizer, món khai vị. I think it's called khai vị Việt Nam. That's what they call it. So that's why this món again is usually for like dessert thôi. Okay. Oh yeah. Oh. Miếng này mua qua bên đây đi, hoặc mua qua đây khỏi cho nó cháy. Rồi bây giờ đợi lại đi quý vị. Muốn kem bên đây cho nó cháy, cho nó khét tí, nó thơm. Ok, bỏ nó gần lửa hơn tí. Đó, khoảng 3-4 phút nữa là xong, chín. So very late quý vị. Rồi bây giờ sửa soạn ăn đi.
Khoảng 1 phút nữa là xong. Đó, quý vị. Now we're going to get ready to plate and eat. Đó, muốn cái trong cái miếng trong cái bụng á cho nó khét khét nó thơm. Cái này cho cá đây là cá với rong biển của tụi Nhật. Em thường thường em thích bỏ này lên lên cơm. Hello anh Kevin, Kevin Nguyễn. Em muốn thêm cay tí, bỏ tí dầu. Dầu này của Nhật luôn. Chili oil and chili pepper. Very tiện quý vị. Ok. Nên quý vị mà muốn cay hơn á, cái này là custom sauce nha. Đứa bạn nó làm ở nhà, nó gọi là silly bastard sauce. Very cay quý vị. Đó. See. Nó cũng có warning. Đây. Đó. Carolina Reaper. Very cay quý vị. Hello Sabrina, how are you? Lâu quá rồi không gặp. Oh yeah, check this out quý vị. Đó. Sẽ cắt đi, cắt để cho nó dễ ăn. See, very easy to make quý vị, less than nửa tiếng là có chim cu. Đó quý vị, look at that. Less than half an hour, quý vị, nửa tiếng là xong. Là có món. Rất là tuyệt vời, quý vị. Thường thường này là mình ăn chơi nhậu thôi. Mà hôm nay em làm... hôm nay bữa trưa để tối có món khác nữa. Okay, let's try it out, quý vị. Ooh, rất là nóng still. Very good. Wow, gia vị is good. Nướng perfect. Này, quý vị. Ăn tí cơm. Thì rau cho nó bổ. Wow. Man, I love this mate.
Cái máy mới này rất là ngầu quý vị. Coi rồi. So good. Hello chị Tina. No problem, you come on late. As long as chị lên là được rồi. Wow. Great. Rồi, nướng lại quý vị 20 phút. So another episode. Well, Chef Cowboy approved. Less than nửa tiếng quý vị. Để nướng ba con. Dưới cái nướng bốn con cũng được. But hôm nay sẽ cao bồi nướng ba con. Wow, so good. Rất là tuyệt vời quý vị. Man, I can sit here and eat all of this right now. Ăn ba con được á. Mấy con này ngon quá. Này, ăn hết xương luôn. Mấy cái xương này chân á thì nó hơi cứng, không ăn. But the ribs, good. And ăn chim cu ấy, quý vị, nó có nhiều mỡ, thì không có nhiều mỡ thì ăn mấy con chim này tốt. Nó không phải ăn có thể gà nhiều mỡ. Ok. Rồi. Quý vị. I'm not gonna torture you anymore, okay? Yeah, the one last picture. Chào quý vị coi. Rất là tuyệt vời quý vị. Nướng 20 phút. But I think 15 phút cũng ok. See, very juicy, quý vị. Perfectly cooked. Hello, chị Quỳnh. So remember, cái máy này em xài để nướng này. Đó. I put it in the description below. Đó, máy này rất là hay quý vị. Bỏ nướng ở đây, bật lên, không cần làm gì hết.
You can walk away and nhà nó không bị hôi. Ok. Nướng mấy con cá kia mà nó bị hôi á thì có thể recommend nướng ở ngoài. Mà tối qua em muốn nướng cá lù đù. Nó không hôi. So very good. Ok. Rồi, chào các bạn nha. Tại vì chef Cowboy cần đi coi văn phòng nữa. So chào chị Marianne ở bên Denver, Colorado. Mr. Pikachu cùng làng mình ở Cali. Chị Kim, Mr. Mai Anh ở bên Pháp. And anh chị Hội Nam Hà Lan. Chị Thọ, chị Hạnh. Of course, Mr. Pikachu. Bây giờ Mr. Pikachu là cảnh sát của Chef Cowboy. And Mr. Pikachu bây giờ bị promoted lên FBI của chị Bé Tí. Mr. Fuzzy Bear. Anh Michael Mai. Anh ở đây. Ông Kevin. Chị Sabrina Lê. Chị Tina. Ai nữa? Chị Quỳnh Lê. So that's it. So thank you very much. Anh chị try it out. Try out this recipe. Oh my goodness, so good. Nhiều người ta không thích ăn con chim này mà em khoái ăn chim này đó. Chim này rất là tuyệt vời quý vị. So try it out. Try out the machine. And cái máy á, anh chị mà muốn biết chỗ nào mua á, em có cái link ở dưới cái phim này, ở dưới cái bộ phim này. Just click on it, it'll take you to Amazon and you can buy it there. Okay? But mai mốt em sẽ nướng mà khô đủ thứ hết, ngon lắm. So, thank you everybody for tuning in for another great episode with Chef Cowboy, aka Cajun Agent. If you want the recipe, just go ahead and email me. I'll give you a list of things. But other than that, you guys have a good day and I'll see you guys for dinner. Sẽ gặp các anh chị buổi tối một lần nữa. Rồi, tạm biệt. Bye bye.